Xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì Mai sẽ review cho mọi người cái gói phở này của chú anh chị. Đây chính là gói phở Mamala Kitchen ha. Cái gói này mua 14 đồng 59 sen. Cái gói này thì Mai thấy là ăn rất là được luôn. Tại vì Mai ăn rồi nên Mai muốn chia sẻ với mọi người đó. Thì bây giờ Mai sẽ gỡ cái này ra ha. Mai sẽ review cho mọi người cái gói này ăn rất là ngon luôn. Ở nhà Mai thì nếu mà những ngày mà Mai không có nấu được phở giống như là bận quá đó, thì Mai hay mua cái này, Mai để trong tủ đông đá của chú anh chị. Là Mai có một cái bữa phở rất là ngon, giả chiến cho cả nhà ăn luôn. Một cái gói này thì ăn được tới 4-5 người đựng của chú anh chị đó. Đây là cái bịch nước cốt của nó nè. Đây, gói phở này thì mình có thể tìm mua online của chú anh chị, mình có thể search là phở Mamala Kitchen nè. Họ ra rất là nhiều ở cái chỗ này, họ có bán bún bò Huế ăn cũng được nha. Và có bán đủ thứ hết á. Bán nhiều món lắm, bây giờ hình như là họ thêm nhiều món nữa. Thì họ nói với mình là đối với mỗi cái túi phở như thế này thì mình sẽ chỉ thêm nước vào là đủ rồi. Bây giờ thì Mai cắt ra nha. Mỗi cái gói phở này thì họ sẽ có bao nhiêu ao nước, Mai cũng không biết nữa. Để Mai cắt cho mọi người xem. Cái kéo gì mà lục dữ vậy trời. Cái này cắt đồ ăn được, cắt bao ni lông nó không đứt của chú anh chị. Khổ ghê. Ok. Cái này là Mai để bữa hôm Mai để đông đá đó. Sáng nay thì Mai mới lấy ra thôi. Nó cũng chưa có rã đá hết đâu. Thì cái này mình bỏ nước vào cô chú anh chị để mình nấu ha. Mình cứ bỏ dần dần thôi, đừng có bỏ nhiều quá. Bỏ nhiều quá sợ nó sẽ bị nhạt vị, nó không có ngon. Mai thì thường là Mai bỏ lần lần. Mẹ em nữa đổ rồi, thấy chưa? Trời ơi. Mai bỏ lần lần cô chú anh chị ha. Mai bỏ đến khi nào mà mới đầu thì Mai sẽ bỏ ít thôi. Nếu mà chưa được thì Mai sẽ bỏ thêm. Còn nếu mà đủ rồi thì thôi ha. Xong rồi mình nấu sôi lên thôi. Nếu mà cô chú anh chị nào có hành tây hay gì đó thì mình bỏ vào. Thì khi mà nó sôi lên rồi mình có thể mình nêm lại, nó vừa khẩu vị của gia đình mình. Mình cứ nêm cái độ mà đậm đà đó là vừa. Ví dụ là độ mặn đó, nó vừa tới là nó cũng vừa ngon cái bịch phở của mình. Giờ thì Mai sẽ đi lấy nước để trụng bánh phở ha. Hướng dẫn sử dụng của người ta nói là mình để thêm 0.5 ounce galon nước lạnh vào ha. 64 ounce nước không là 0.5 galon, 1/2 galon. Đây là những cái bịch thịt bò flan beef của chú anh chị Mai mua ở trong Costco. Thì hồi sáng Mai biết là Mai muốn ăn phở đó thì Mai đã để sẵn ra cho nó tan đá ha. Ông xã Mai đi ra lấy nước đá uống nước mía ha. Đây là cái steak hồi trưa này ông xã Mai order mà ăn không có hết nè. Ông xã Mai nói tối nay ông xã Mai sẽ ăn cái steak chứ không ăn phở. Ok, good. Không ăn phở thì thôi, sáng mai ăn. Đây, thịt bò nè, tươi ngon của chú anh chị hai Mai cắt ra sẵn rồi. Thì rất là dễ khi mà mình rã đá ra là mình tiện mình ăn luôn. Đây, Mai thấy nước phở sôi rồi đây. Mai chỉ cần nếm lại thôi. Nó hơi sạch tạt, hơi được rồi. Cho chút xíu nước vô nữa, nó cũng được rồi, không có nhìn khe vừa ăn lắm. Giờ thì Mai sẽ trụng cái bánh phở này của chú anh chị ơi. Nước này nó cũng sắp sôi rồi nè. Ngân với xíu muội nó không có ăn rau nên thành ra là Mai rửa rau không có kịp. Mai trụng phở cho nó ăn trước đi. Trước khi trụng phở Mai cho miếng dầu vô. Cái bánh phở này nó rất là dễ chín, cho chú chị mình trụng quá nó cũng dở lắm.
giờ múc ra cho xíu mũi cái đã. Hai đứa ăn chưa con? Ăn nha. Ok. Mũi đói bụng không? Ngân đói nhiều không con? Hay là con ăn nhiều không? Chứ đợi thì biết. Tại sao vậy? Ngân nói nó ăn chút xíu. Rồi mai sẽ lấy bớt ra. Tại Ngân nãy giờ nó ăn mì vậy phải không con? Ngân nó ăn vậy đủ rồi. Còn xíu mũi thì ăn như đây. Nhà Mai thì khi ăn phở là chỉ thích ăn với lại tái thôi cô chú anh chị, chứ không cần ăn thêm gì. Nhà Mai có bò viên bên ngoài luôn nhưng mà không có bỏ vô cái phở này á. Hai thì Mai ăn bò viên, còn mấy đứa nó thì không thích ăn bò viên cho lắm, tại bò viên bên này nó có gân á thì nó không thích ăn gân cô chú anh chị, ngộ ha, nên cũng không có muốn bỏ vô, mất công sợ thì nó không có ăn á. Cái thịt bò này thì có cái chỗ nó rã đá rồi, có cái thì chưa rã, mai kiếm cái chỗ nào mà rã đá rồi mới lấy. Hai đứa này thì nó không ăn hành, không ăn ngòi gì đâu, nên là lấy như vậy là được rồi đó. Bỏ miếng tiêu vô, không sót luôn hả? Dạ. Chứ mụi này nó ít ăn tiêu lắm, thành ra bỏ nhiều quá là nó la làng nè. Cái này thì nó sôi rồi nhưng mà mai chỉ có tắt lửa, mai vặn nhỏ lửa cho nó bớt sôi đi, tại vì nãy giờ mình chưa có làm xong á cô chú anh chị. Phở giả chiến nhưng mà rất là ngon nha. Mà phải để cho nước nó sôi thật sôi, tại vì cái thịt bò này nó tái á, mình để khi mà nước thật sôi mình trụng vô là nó chín vừa luôn. Đó, phở sôi lên này đó. Ngon cả nhà. Mai trộn cái thịt bò xuống cho nó tái, cho nó chín. Rồi. Chết sôi quá. Sôi quá nó cũng hư. Nó bọt. Rồi. Ngân muội lấy muỗng chưa con, lấy muỗng đũa chưa? Rồi ăn đi. Ủa con không lấy muỗng, không lấy đũa hả xíu muội? Con cần chứ? Con không, mẹ không có cắt đâu. Đâu có làm vậy? No. Nếu mà vậy con gục mặt cho cái tô nhìn nó ghê lắm, phải lấy cái đũa ra đi con. Đây, mẹ sẽ cho miếng đường phèn vô mấy cái phở này. Tại vì bình thường mẹ có cho mà hôm nay mẹ không có cho nên Ngân nói sao mà nó be different. Nó thường thì mẹ nấu là mẹ hay để một miếng hành tây, củ hành tây vô xong rồi chở cái đường phèn vô. Tụi nó không ăn rau nhưng mà mai thì ăn rau nha cô chú anh chị, nên bây giờ mẹ phải đi rửa rau trước khi mẹ ăn phở của Mai. Ông xã Mai đứng nói chuyện với con mèo. Hi baby, you okay? Mèo đâu thèm nói chuyện đâu. Quê. Doesn't want to talk to you. Đó, thì ra là nãy bà chưa có để sót vô, bây giờ bà để sót vô bà ăn ngon hơn. Bởi bà tương ớt vô cô chú anh chị. Xíu mũi nó thả bom muốn nám mặt luôn cô chú anh chị. Nám mặt luôn. Nó ngồi nó cười kìa, chị đại thấu không? Giờ Mai sẽ chuẩn bị hành nè. Nhà hết ngò rồi. Thôi kể đi, có hành thôi cũng được rồi. Còn cái bà Ray nè cô chú anh chị, bà để chơi đồ chơi của bà nè. Thấy không? Bà giống em bé dễ sợ không? À, cái đó là cái cục, đó là cục đồ chơi của bà đó. Bà đá ở đây xong rồi bà bỏ đi đó, thấy không? Chịu không nổi với bà. Mà đã chuẩn bị xong dĩa rau của Mai rồi.
Mặc dù là Mai ở xa chợ Việt Nam nên thành ra rau quến không có được tươi của chú anh chị. Có mấy cái nó cũng tươi nhưng mà có mấy cái nó không có được tươi ha. Và Mai có 3 loại rau, rất là hạnh phúc rồi nên thành ra không có đòi hỏi gì hơn nữa. Có rau quế nè, rau ngò gai và rau ngò ôm ha. Tại vì ở Việt Nam mình cũng có nhiều quán phở có ngò ôm, còn có nhiều quán không nên nhiều của chú anh chị sẽ thắc mắc ha. Hai loại tương nè. Đó, chuẩn bị ăn phở được rồi. Bỏ mấy cái đầu hành vô thôi. Không có giá thì thôi mình ăn cái này đi cô chú anh chị. Mình thôi mình ăn tạm đi. Rồi em mèo ra em đá rồi chơi nữa. Mai mới đá nó lại đây. Cô chú anh chị thấy không? Mai đá nó trả lại. Thì nó đem nó đá lại cho Mai. Mai đâu có cần chơi đâu. Take it away please. Meo meo meo. Mai nói tiếng mèo luôn mà nó không hiểu. Meo 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 meo. Mai kêu là take it away. Đem nó đi đi mà nó không hiểu. Bún đã trộn rồi. Bây giờ bỏ thịt bò vô thôi. Ngày xong rồi Ông xã Mai, mày hỏi ông xã có ăn phở không? Thì ông xã nói là ông xã có steak leftover rồi nhưng mà vẫn muốn ăn một tô phở nhỏ. Thôi bây giờ Mai sẽ hâm cái steak này cho ông xã. Đây, đỏ hành vô. Ngon chưa? Vậy là ngon lắm rồi luôn đó. Bỏ tiêu vô. Vậy là có tô phở thiệt ngon. Đây Mai làm cho bà nội một tô nhỏ luôn. Tại vì không biết bà nội có thích hay không, mà những lần trước thì bà nội không bao giờ thích phở hết á. Nhưng mà thôi kệ, cứ làm. Ông xã Mai thì thích phở nha cô chú anh chị. Tô nhỏ thôi. Tại vì nếu mà không thích thì thôi, không sao hết, Mai không có ép buộc. Đây. Oh, how you like that? Xôi vậy đó. Này cho bà nội nè. Nhỏ nhỏ. Vì Mai cũng không biết là bà nội có ăn được hay không nữa. Đây là của ông xã Mai. Đây là của Mai. Đó, một cái bịch phở như vậy là gia đình Mai ăn mà vẫn còn dư của cô chú anh chị. Ngày mai là Mai ăn sáng được luôn á. Có 4 tô rồi mà vẫn còn nha, chắc khoảng 5 tô mới hết. Này, mời cả nhà ăn phở chung với Mai ha. Coi tô phở ngon hấp dẫn chưa cả nhà. Quá trời ngon luôn. Hấp dẫn, ơi là hấp dẫn. Chỉ có tái thôi nhưng mà rất là ngon ha. Rau nè, Mai thì Mai ăn rau, còn ông xã Mai thì không ăn rau. Nhưng mà ông xã Mai thì thích ăn cái tương tương đen á cô chú anh chị. Tô của bà nội mà bà nội không có chịu ăn thịt. Cô chú anh chị đây, Mai sẽ lấy thịt ra để đưa qua cho ông xã mẹ. Ui, Mai tương đen, quá trời tương đen. Ông xã Mai thì rất là thích ăn tương đen. Nhưng mà cái chai này sắp hết rồi nên Mai dốc cái đầu nó xuống á. Nó bị khi mà mình mở ra nó chảy ra quá trời theo. Ây da. Ổng lúc nào cũng than nóng hết trơn á. Mai thì thấy lạnh mà ổng thì thấy nóng. Tương đỏ nữa. Đó, mời cả nhà ăn thôi. Quên nữa. Bỏ, đây là ngò ôm của chú anh chị. Ngò ôm. Ngò gai, Mai thích ăn ngò gai lắm. So tomorrow I'm gonna do the trash. Miếng ngò ôm nữa. Mai thích ăn rau. Và miếng húng quế ha. Quá trời rau luôn. Đây mời cả nhà ăn phở chú ý Mai. Rau cũng nhiều mà thịt cũng nhiều. Chỉ có bánh phở là ít thôi. Mời cả nhà. Đây nhìn tô phở của Mai nè cả nhà. Mai ăn sạch luôn rồi. Đây chồng Mai thì dọn cho Mai luôn rồi chứ. Mom. Mai thì đi dọn cái bàn nè.
chỉ rau này Mai ráp lại để sáng mai ăn sáng. Này anh chàng này hôm nay thấy vợ đào đào bới bới đất ngoài đường nên thấy cực quá, đi ra đây dọn rửa cho vợ. Nói chung là hôm nay Mai cũng mệt thiệt của chú anh chị. Mai đào đào bới bới vô xong rồi, nói chung là làm đào bới làm đất thì rất là mệt. Cả nhà ơi, hồi nãy thì Mai đi vô phòng làm việc của Mai thì Mai thấy ông xã Mai đã để sẵn cái bịch này giao hàng tới rồi đây. UPS giấu gì cho Mai vậy? Snail. Cái này cái kem Mai order trên Amazon, cái kem ốc sên đó cô chú anh chị. Tại vì Mai thấy cái kem này á khá là nhiều người mua ha. Quá trời người mua, mấy ngàn người mua luôn trong tháng trước á, nên Mai order thử. Mai cũng không có biết là nó tốt hay không nữa. Nhiều khi hết ở nhà đó thì Mai hay order thử cái này cái kia. Nhiều khi ở nhà rảnh đó cô chú chị ha. Trên Amazon thì nó bán thượng vàng hạ cám, bán đủ thứ, cũng bán đồ tốt rồi. Đủ thứ cô chú anh chị. Kem ốc sên. Cái này cho tóc hả cô chú anh chị? Để Mai coi lại coi cái này là dành cho tóc hay là dành cho mặt đây. Cái này dành cho mặt chứ không phải là dành cho... Sao nó trong trong ngộ ngộ ha cô chú anh chị? Mai cũng không biết nó có ôm ok, nó có tốt không nữa. Nhưng mà thấy nó kỳ kỳ quá. Thôi cứ thay xài thử coi sao. Không biết được nào lần. Sản phẩm này là của Hàn Quốc nha, không phải là của Mỹ, không phải của Việt Nam, Hàn Quốc. Đó, ông xã Mai thì bây giờ cũng thích ăn phở Việt Nam cô chú anh chị. Người Mỹ mà lấy vợ Việt nên thành ra riết thiệt ăn phở Việt Nam thấy cũng quen ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã cùng với gia đình Mai thử món phở giải chiến ngày hôm nay. Hy vọng là cả nhà yêu thích video này của Mai. Mai xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.